Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình ha. Hôm nay mình đi lấy xe Felix S của VinFast ha. Mình chờ đã 1.5 tháng rồi. Thật là lâu quá đi mà. Vento mà. Vento. Mình mua xe ở xe điện Max ở 209 Hoàng Văn Thụ nhé. Đây là chiếc xe của mình ha. Anh ấy đang lắp gương cho mình. Chiếc này là 29.900. Ký ha. Chiếc này 29.900. Mình được miễn phí pin 1 năm nha mấy bạn. Đó. Mình chọn màu đỏ nên chờ hơi lâu, khoảng hơn 1.5 tháng mình mới nhận được. Còn mấy bạn nào đặt đen với trắng á, thì có sớm hơn. Chắc đỏ không ai, chắc đỏ ít người xài. Rồi. Không, muốn dẫn chạy ha. Thì công tác tổng nha. Dạ. Yeah. Khi nào anh đi du lịch mà trên 1 tuần lễ á, thì mình hãy nên để tắt cái này. Tại một ngày nó chỉ sụt khoảng chừng 2-3% thôi. Trước khi đi sạc đầy pin. Yeah. Không tắt cũng được, tuần lễ nó cũng không hết rồi. Yeah. Mày cũng không quan tâm đấy. Nào bất cứ tín hiệu nào trong xe mà nó không có là có khả năng là cái nút này nó bị tắt. Yeah. Thì rút này lên bấm lại ha. Ok. Rút lên lấy chìa khóa ghi vô ha. Chìa khóa ha. Thẳng đây ha. Dẫn lên ha. Tổng ít nào động lắm nên đừng quan tâm đến. Rồi như chỗ sạc. Ghi một sạc vào đây trước. Để sạc dưới đất ở dưới mẫu điện. Ghi sạc vào xe trước. Lòn ở đây. Để sạc nằm dưới đất. Ổ điện muốn kéo dài ra thì mua dùm em 10A-15A nha. Rồi. Tốt nhất mua 15A của Lio màu cam ha. Ừ. 500.000. Đem theo, đi đâu xa đem theo. Ừ. Dặn lại cho nó có tâm. Dạ. Mình không chống nước. Ừ. Sạc ngoài trời phải để ý nha. Rồi. Nó dặn đồ cho nó dính lại. Tìm xe khóa xe nó sẽ kêu thôi chứ nó không có gì hết, nó la làng nhà mở khóa. Một chìa khóa này ha, chế độ đậu ha, đá chống có một cái chế độ đậu nhé, cái khi chạy là đá chống nghiêng rồi bóp ấn cắm để ra thắt ha, là đậu có ga nha. Phải bóp thắng đúng không? Dạ, bóp thắng cũng đẹp ha. Rồi, ok. Thầy cô là 10, spot là 70. Rồi. Bóp thắng là sẽ không có đèn, không có ga, nhưng anh tập quay cua. Rồi. Bảo là không ga. Ai chống chung nó bật. Cho mấy em nhỏ được cái... Rồi. Như xe máy bình thường. Đúng. Không thì đang đậu lại bấm luôn. Phải bóp thắng. Bấm cái này. Rồi, ok. Mấy đứa nhỏ nó bấm. 90% đều 90% cây. Dễ nhớ nhất ha. Cứ 1% một cây. Hạn chế chạy dưới 20% này. Rồi. Tại vì 20% dễ chậm lắm. Cái lúc bấm đi cũng được phải 10 cây số mà chậm lắm. Cứ 30-40% thì sạc cũng được. Không sao. Rồi. Tối sẽ sáng chạy. Rồi, đi thôi. Đèn thì nhất thì mình được. Xin. Mở cốp anh. Mở cốp ra. Gặp về ha. Đừng đè vô ha. Gặp về. Dạ, ok. Đè vô là ba cổ ha. Đè vô. Dạ, ok. Ừ. Này đóng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Giống xe máy. Ừ. Dạ, ok. Rồi đây mình đã lấy chiếc này về rồi ha. Bây giờ mình sẽ review sơ cho mấy bạn.
Chiếc Bullet S của VinFast ha. Con này là 29 triệu 900. Mình được khuyến mãi là được free thuê pin 1 năm ha. Đó. Con này rất là đẹp nha mấy bạn. Mình đặt từ khoảng đầu tháng 7 thì đến khoảng 25 tháng 8 thì mình có xe nha. Mình review qua xe theo cảm nhận của người dùng nha, chứ mình về kỹ thuật mình không không rành cho lắm nên mấy bạn thông cảm. Bây giờ là mình khởi động xe cho mấy bạn coi nhé. Đó, bạn bóp bạn bóp thắng. Mới đầu nó sẽ hiện chữ B lên ha. Bạn bóp thắng rồi ấn nút đề ha. Nó mất chữ B á, là được. Nó nút B, chữ B đó. Bây giờ bạn bóp thắng nè. Bạn ấn nút nút đề ha, rồi nó mất là được ha. Là nó sẽ lên ga được. Mình thấy là có nhiều bạn là không ấn được nên mình chẳng hiểu sao. Đó, bây giờ mình sẽ test tốc độ cho mấy bạn coi nhé. Mình sẽ test qua Eco nha, đây chế độ Eco nha, chế độ chạy chậm này. Đó. Cái này chỉ maximum chỉ được khoảng 30 cây số trên giờ thôi nha mấy bạn. Bây giờ mình chuyển qua chế độ Sport nha. Coi nó lên được bao nhiêu. Rồi, chế độ Sport thì khoảng 85 nha mấy bạn. Chạy được 85. Đó. Nó rung 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 rung. Cái lỗi rung rung này là lỗi chung của dòng Bullitt S này nhá. Lúc nãy mình đi xe về nó bị giật 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 giật. Đó. Không biết là khi nào VinFast mới sửa cái lỗi này được. Đây là cái đèn pha nha. Đây là nút đèn của nó này. Mở đèn, tắt đèn. Đó. Đèn xi nhan ha, trái phải. Nói chung là như xe tay ga, xe xăng bình thường ha. Đây mình cho coi chìa khóa. Nó có một chìa cơ ha, với cái điều khiển tìm xe với khóa xe. Lúc nãy anh kia anh đã chỉ rồi đó, thì nó sẽ có một bộ nữa như vậy nha, tổng cộng là hai bộ, một chìa cơ với một bộ điều khiển. Đây khóa lại ha, đóng lại cái ổ khóa. Rồi mình dùng cái đầu mình mở. Nói chung là y hệt xe xe xăng ha. Mấy bạn nào đi Honda hoặc đi xe xăng là cái này là quá quen rồi. Móc móc cho đồ ha. Giống SH. Đây là cái hộc nhỏ để chứa đồ. Cái chỗ này chắc mình để cái khăn á. Là trời mưa thì mình sẽ lau được. Các bạn gạt qua đó là mở mở cốp ha. Mình thích cái cốp này là rất là rộng đó, để được hai cái mũ bảo hiểm ha. Mua xe VinFast sẽ có kèm theo cái sách hướng dẫn sử dụng, các bạn nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha. Rồi, đây là cổng sạc. Đây, cái đồ để chân ha, nhìn cũng rất là đẹp. Rồi cái phụt của nó, cứng nha mấy bạn, hơi cứng nha, đằng trước với đằng sau luôn, nên các bạn nào thích nó mềm á thì các bạn mua phụt khác nhé.
đi nó cứ cứng 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 thế nào ấy. Đây đằng trước của xe này, đây đèn xi nhan nhé. Buộc trước với thắng dĩa ha, bánh xe mâm ha. Bây giờ mình mở đèn cho mấy bạn coi nhé. Mở đèn xe. Đây là chiếu gần này. Này là chiếu xa này, đèn pha đó mấy bạn. Buổi giờ còn sáng nên chưa có test được ha. Đây đèn xi nhan. Sáng nha mấy bạn. Xi nhan LED. Giờ mình lấy cục sạc cho mấy bạn coi nhé. Nãy đem vô nhà. Này cục sạc của nó đây, bộ sạc pin của nó đây. Siêu to khổng lồ nha mấy bạn. Rất là to và nặng nữa, cực nặng. Mình nghe nói là cái này sạc khoảng 3 giờ là nó đầy pin. Có gì mình sẽ test sạc pin vào một clip sau nhé. Nhìn rất xịn sò nhé mấy bạn. Rồi có gì bây giờ mình sẽ đem xe đi dán keo xe cho nó đỡ chày ha. Rồi bây giờ mình đang ở chỗ dán keo xe nè mấy bạn. Nó hơi bị giật giật. Giật hai hai cái nó giật lỗ giật. Đó em. Dạ em biết rồi nhưng mà cái này nó đang bị lỗi bị giật giật. Đang đang không nó bị chung nó đang đang chờ bên phát nó trở lại lỗi này chạy nó hơi bị giật giật giật. Giờ cứ mình lên ga mạnh hơn chứ chạy thì chạy không mình đang giữ ga mà nó bị giật giật giật, mình giữ ga mà nó bị giật giật giật. Dạ cao như FH thấp hơn xíu. Em chờ 1 tháng rưỡi nó mới có. Tháng rưỡi mới có tới được mình dạ lấy xe. dạ dạo này đang hot. Vậy là giờ khách đang lấy cái này nhiều. Dạ cái hồi em sắm chiếc đi dành cho gái em bắt đầu tháng 10 năm ngoái vừa mở cửa xong á là chiếc Kala của cái thằng này nè ra là nó còn 40 mấy triệu. A few moments later. Rồi bây giờ là mấy anh thợ sắp dán xe xong rồi mấy anh nhớ mấy bạn. Dán xong nhìn là nó sáng sủa hẳn lên. Đi cho nó đỡ lo bị chạy. Rồi bây giờ mình sẽ bây giờ buổi tối nè, mình sẽ test đèn xe cho mấy bạn coi nó có sáng không ha. Pin 65%, đi được 35 cây rồi hả? Nó chiếu xa chiếu gần nha mấy bạn. Đèn sáng. Nhà mình chuẩn bị đi chơi nên nên tranh thủ test đèn xe luôn vào buổi tối luôn.
xe này yên dài, mình thích xe nào yên dài á, nên đi hai vợ chồng với hai đứa nhỏ thì vô tư ha. Đây là đèn sau của nó nè, nhìn đẹp, đẹp và sáng ha. Quay ngang má ơi. Được chưa? Ừ. Giữ hả? Cứ... Em cứ giữ là đến khi về luôn nha. Ừ. Đèn pha nè, đó, đèn pha. Đèn thường nè, đó. Đèn pha nè, đó. Đèn pha. Đèn thường. Cái này giống mặt trời đang lạnh á. Hả? Cái mấy cái này giống mặt trời đang lạnh. Ừ. Lấy tiền xe. Thôi mẹ làm cho mình ăn thôi nha. Dạ. Mẹ mua. Mấy cái hạt hữu cơ mẹ làm. Hạt hữu cơ. Hạt gì? Mấy cái hạt nhỏ. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.